Hồng Thanh. Xin chào tất cả quý vị khán giả cùng đến với chương trình HTV Chào Xuân 2019 ngày hôm nay. Xin cảm ơn các nghệ sĩ đã vừa gửi đến chúng tôi một tiết mục mở màn vô cùng tuyệt vời. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn. Cùng với lời cảm ơn dành cho các nghệ sĩ, xin được phép gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Lời cảm ơn không chỉ vì quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, mà là sự quan tâm của quý vị dành cho tất cả các chương trình của HTV trong suốt một năm vừa qua. Và không biết là Hồng Thanh đang nghĩ gì, chứ tôi thì tôi vô cùng yêu thích được tham gia vào chương trình HTV Chào Xuân của mỗi năm, bởi vì đó là một cảm xúc vô cùng đặc biệt. Nó có cái gì đó tiếc nuối của những gì vừa qua, lại là một niềm vui chờ đợi ngày mới cũng như sự thăng hoa của cảm xúc khi các tiết mục đặc sắc nhất sẽ có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Đúng như vậy anh Tùng Leo ạ. Và cứ mỗi năm thì ekip sản xuất lại lựa chọn một đề tài thật hay, thật ý nghĩa để gửi gắm đến tất cả quý vị khán giả theo dõi chương trình. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó chính là Một Ngày Mới. Cùng với Một Ngày Mới, chúng ta có Season of Love, những mùa yêu thương, và cho phép Thanh Tùng và Hồng Thanh gọi Xuân Hạ Thu Đông của 2018 vừa rồi chỉ bằng một từ thôi, đó chính là mùa của yêu thương, của những hạnh phúc, của thăng hoa cảm xúc và đặc biệt là của những tiết mục thật hay gửi tặng cho quý vị ngày hôm nay. Và ngày hôm nay của chúng ta luôn được kế thừa, tiếp nối từ những gì tốt đẹp nhất của ngày hôm qua để chúng ta thêm vững tin và vững bước trên con đường mà mình đã lựa chọn. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng nhìn ngắm lại những khoảnh khắc đẹp nhất, ấn tượng nhất trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của thành phố Hồ Chí Minh trong một năm vừa qua. Năm 2018 đánh dấu một bước tiến quan trọng của các tổ chức văn hóa nghệ thuật thành phố với nhiều hoạt động thiết thực đi vào đời sống. Nằm trong loạt chương trình của thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968, giới văn nghệ sĩ thành phố đã góp mặt trong nhiều sự kiện như ra mắt sách, triển lãm tranh tường mỹ thuật, triển lãm ảnh nghệ thuật, cầu truyền hình bản hùng ca mùa xuân chân trần chí thép do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Giới văn nghệ sĩ thành phố cũng nhiệt tình hưởng ứng chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh qua các tác phẩm văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, báo chí có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, có sức lan tỏa trong nhân dân. Làng nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh trong năm qua cũng có nhiều hoạt động sôi nổi với hàng loạt cuộc thi ảnh do Hội Nhiếp ảnh tổ chức như cuộc thi ảnh nghệ thuật đen trắng 2018, cuộc thi ảnh nghệ thuật truyền thống thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 43, liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 7 năm 2018 với chủ đề Cuộc sống trên đường phố 24/7, v.v. Giới mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cũng có dịp phát huy tài nghệ của mình trong chính trại sáng tác của Hội Mỹ thuật thành phố tại thành phố và một vài tỉnh thành trong nước, tập trung vào các thể loại như gốm, màu nước, đồ họa, trang trí mỹ thuật, điêu khắc, hội họa với các nội dung đa dạng, gắn liền với đời sống và tôn vinh nét đẹp văn hóa lịch sử của dân tộc. Trong đời sống âm nhạc, bên cạnh các hoạt động thường kỳ của giới nhạc sĩ, ca sĩ và hội âm nhạc, năm 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh còn có nhiều hoạt động giao lưu với giới âm nhạc nước ngoài như Liên hoan âm nhạc Việt Nam Connection diễn ra vào tháng 8, Liên hoan âm nhạc dân tộc quốc tế vào cuối tháng 11. Đặc biệt trong tháng 12, tại lễ trao giải Mnet Asian Music Awards, gọi tắt là MAMA, diễn ra tại Nhật Bản, ca sĩ Hương Tràm cũng đã được vinh danh là nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất của Việt Nam. Cũng tại buổi lễ này, ca sĩ Orange đã nhận giải nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc nhất. Trên lĩnh vực sân khấu, năm 2018 là một năm được mùa của sàn diễn thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 4 năm 2018, tại đây đã diễn ra liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc 2018. Kịch của thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 1/2 các tác phẩm tham dự, với sự góp mặt của nhiều đơn vị xã hội hóa, vốn là thế mạnh của sân khấu kịch so với mặt bằng chung của cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương đi đầu trong việc đầu tư ngân sách cho các sân khấu kịch ngoài công lập. Từ năm 2017 đến nay, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố đã đầu tư cho một số vở diễn gây được tiếng vang như Dấu xưa của sân khấu kịch 5B, Châu về hợp phố của sân khấu kịch Hồng Vân. Các vở kịch này đều có đề tài về Bác Hồ, cách mạng, được lưu diễn phục vụ miễn phí tại các trường học và quận huyện, nhận được sự phản hồi tích cực từ khán giả. Nằm trong hoạt động kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương, trong năm 2018, nhiều sự kiện đặc biệt đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh như Hội thảo khoa học ngày 28 tháng 4 với chủ đề Một thế kỷ hình thành và phát triển nghệ thuật cải lương ở Việt Nam. Cũng trong dịp này, 60 nghệ sĩ cải lương của cả nước đã góp mặt trong vở Thầy Ba Đợi, với diễn phản ánh một giai đoạn lịch sử bi hùng của đất nước, cũng như bày tỏ quan điểm của những người bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc trước những biến động của thời cuộc.
Vở diễn đã được đông đảo khán giả ở thành phố Hồ Chí Minh và Long An đón nhận nồng nhiệt. Bên cạnh đó, khoảng 10 vở diễn của thành phố Hồ Chí Minh đã góp mặt trong liên hoan cải lương toàn quốc tại Long An và biểu diễn phục vụ khán giả tại thành phố, tạo nên một không khí sôi động cho sàn diễn cải lương phía Nam. Càng về cuối năm, hoạt động quảng bá nghệ thuật cải lương càng diễn ra sôi nổi với chương trình triển lãm hình ảnh, trưng bày hiện vật kết hợp đơn ca tài tử, ca ra bộ, trích đoạn cải lương qua các thời kỳ hình thành và phát triển của sân khấu cải lương vừa diễn ra tại nhà hát Trần Vũ Trang. Hoạt động này sẽ còn tiếp diễn sang đầu năm 2019 với nhiều chương trình hấp dẫn nhằm tôn vinh xứng đáng loại hình nghệ thuật đặc sắc của dân tộc trên vùng đất phương Nam. Năm 2018 đã khép lại với nhiều dấu ấn tích cực trong hoạt động văn hóa nghệ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ những thành tựu đạt được, chúng ta hoàn toàn có thể lạc quan, tin tưởng vào một năm mới với những bước tiến mới ở từng lĩnh vực, đáp ứng kỳ vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ. Fire, 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 fire
đứng đây cho bao cuộc đời chỉ để xua tan đi những khoảng không chơi vơi. Mất mát ấy đã khắc sâu một thời nơi cùng nhau hòa vang bao niềm tin khắp trời. Con tim mang dâng cho chó muôn nơi. Chôn sâu đừng để tương lai nhạt nhòa bao đêm in dấu, đừng hỏi vì sao đến bây giờ chỉ thương đau, nhìn lại quanh ta xem ta đã làm gì, đã làm gì để yêu dài lâu. Burn your pride, make your dreams fly away, để cho ta cùng cháy lên theo tháng năm, mơ về ngày mai tươi sáng. Burn your pride, don't look down on your way, để cho ta cùng hát lên khi sống trong vòng khúc. Da-di-da, we love Vietnam. Da-di-da, da-di-da, we love Vietnam. Bao cuộc đời chỉ để xua tan đi như khoảng không trời vơi, mất mát ấy đã khắc sâu một thời nhưng cùng nhau mà vang bao niềm tin khắp trời. Con tim anh dành cho muôn nơi. Đừng vội quên đi những sắc màu còn chôn sâu, đừng để tương lai nhạt nhòa bao đêm in dấu, đừng hỏi vì sao đến bây giờ chỉ thương đau. Nhìn lại quanh ta xem ta đã làm gì để yêu dài lâu. Burn your pride, make your dreams fly away, để cho ta cùng cháy lên theo tháng năm, mơ về ngày mai tươi sáng. Burn your pride, don't look down on your way, để cho ta cùng hát lên khi sống trong bao khúc ca. Quý vị thân mến, bên cạnh những lĩnh vực như là điện ảnh, sân khấu, thời trang, ca nhạc, vân vân, thì tháng 10 năm 2018 vừa qua, chúng ta có thêm một sự kiện nổi bật nữa dành tặng cho khán giả hâm mộ tại thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là Liên hoan ảo thuật toàn quốc lần thứ 3. Và sau 3 ngày tranh tài sôi nổi với 36 tiết mục đến từ các ảo thuật gia của 16 đơn vị công lập và xã hội hóa tại các tỉnh thành trên cả nước, thì ban tổ chức đã trao 5 giải vàng, 8 giải bạc và 2 giải khuyến khích. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với một gương mặt rất trẻ và tài năng đã vừa thử tài mình trong liên hoan lần này. Và xin mời quý vị sẽ cùng gặp bạn Mai Ngọc Khánh Nhi, hay còn gọi là ảo thuật gia Mai Nhi. Quý vị thân mến, Tùng xin được phép dành quyền hỏi một chút xíu là bởi vì đang rất là nóng lòng muốn biết tại sao Mai Nhi lại quyết định đi theo một cái lĩnh vực mà nó vừa khó lại ít nữ tham gia như vậy ạ? Cơ duyên của em đến với ảo thuật này đầu tiên là sự tò mò và tìm hiểu. Mình xem trên các chương trình truyền hình và các ảo thuật gia làm những điều rất là kỳ ảo. Mình hay hỏi là, ủa sao họ làm được như vậy, sao họ hay quá vậy, họ có ma thuật gì không? Cái là đó là cái lúc bắt đầu em muốn tìm hiểu về ảo thuật. Trước tiên thì em tìm hiểu trên Internet, rồi từ lúc đó mình bị cuốn hút vào những trò ảo thuật. Sau khi mà thực hiện thành công một cái trò ảo thuật, mình cảm thấy rất là vui.
Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiết mục đã giúp cho Mai Nhi đạt được huy chương bạc trong liên hoan ảo thuật toàn quốc vừa rồi, câu chuyện tình của Romeo và Juliet. Thank you.
phần ảo thuật từ một chàng Romeo xinh đẹp kia ra thành Tùng như thế nào ạ? Vẫn đẹp như thường phải không ạ? Cảm ơn Mai Nhi, rất là cảm ơn bởi vì đó là một phần biểu diễn vô cùng đặc sắc của bạn cùng đến với chương trình Chào Xuân 2019. Và quý vị thân mến, cùng với Mai Nhi, Tùng xin mời quý vị cùng đến với những tiết mục đặc sắc tiếp theo của chương trình này. Quý vị đừng đi đâu cả, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Thank you.
Xin cảm ơn quý vị. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với bộ sưu tập thời trang Coco Yêu Dấu, một trong những bộ sưu tập thời trang được xem là tiêu biểu nhất của năm 2018 đến từ nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, được thể hiện bằng những người mẫu và các siêu mẫu của chúng ta. Lời đầu tiên là cảm ơn các người đẹp rất nhiều. Còn câu hỏi của chúng tôi dành cho các bạn ngày hôm nay, khi mà mình đạt được danh hiệu rồi, chắc chắn ngay sau đó, điều mình mong muốn nhất đó chính là đem lại điều gì cho tất cả mọi người. Những cái dự án làm nên từ cái sự lan tỏa của chính bản thân mình thì các bạn có thể chia sẻ với khán giả truyền hình trong ngày hôm nay được không ạ? Xin mời. Tháng 5 vừa rồi, Loan lại là được chọn làm hình ảnh đại diện du lịch của Việt Nam tại đất nước Myanmar. Dự án kế tiếp của Loan, Loan cũng sẽ hướng về cái phía là để quảng bá về du lịch. Mong muốn sau này thì Vi sẽ giúp đỡ giới thiệu với mọi người và bạn bè ở du lịch sinh thái ở vùng sâu vùng xa. Vì những cái nơi đó, con người Việt Nam của mình còn rất là nhiều khó khăn. Và cũng đã trở thành đại sứ du lịch của tỉnh Tiền Giang. Chính vì thế là thì Fanimer hy vọng là với sức mình sẽ cùng với tất cả mọi người sẽ đưa du lịch không chỉ là ở quê hương Tiền Giang của mơ mà là của cả đất nước Việt Nam sẽ càng tốt hơn nữa. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe những chia sẻ rất thú vị của ba người đẹp đầu tiên. Và bây giờ thì xin mời Hằng nha. Trong năm 2018 luôn thì Hằng có kết hợp làm cái dự án là Hoa của đất. Và trong năm tới thì dự định tiếp theo là đó là sẽ mở rộng cái dự án này đến các tỉnh phía Bắc. Trong năm 2019 này, Chi Nguyễn có dự án là lan tỏa yêu thương với những cái đối tượng là trẻ em mồ côi, trẻ em cơ nhỡ và giúp đỡ cho các em ở vùng sâu, vùng xa. Vừa rồi thì Khải Trang đã tham gia và ngồi ghế nóng chương trình Chinh phục Hoàn Mỹ. Bằng những kinh nghiệm của mình và kinh nghiệm chinh chiến cũng như kinh nghiệm làm người mẫu thì sẽ giúp cho thí sinh của mình một lần nữa hô vang lên hai tiếng Việt Nam trong cuộc thi sắp tới. Một lần nữa xin được cảm ơn sự góp mặt của những người đẹp, những hoa hậu, những người mẫu trong chương trình HTV Chào Xuân 2019. Tạm biệt lĩnh vực thời trang và người đẹp, chúng ta cùng đến với những bộ phim truyền hình nổi bật trong năm qua. Nói tới phim truyền hình, xin được phép đại diện cho khán giả gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với HTV, bởi vì HTV đã có rất nhiều những bộ phim hay trong năm qua, đặc biệt là mảng phim nước ngoài. Đầu tiên là việc mua bản quyền, dịch thuật và phát sóng rất là kịp thời, thậm chí là tương đương thời gian và thậm chí là nhiều hơn, nhanh hơn cả mạng xã hội, giúp cho tất cả những người hâm mộ có cơ hội theo dõi những câu chuyện tình yêu, những câu chuyện kịch tính mỗi ngày một hay hơn trên sóng truyền hình. Đó là những bộ phim nước ngoài đã được phát sóng trên HTV. Còn đối với những bộ phim truyền hình Việt Nam thì sao? Chắc hẳn là quý vị cũng đồng ý, năm vừa qua cũng là một năm ghi dấu những thành công rực rỡ của những bộ phim truyền hình Việt Nam. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng điểm qua những bộ phim đã gây được dấu ấn trong năm 2018 vừa qua. Đừng đánh chồng tôi nữa. Mọi chuyện. Nếu em thấy buồn á thì mang vitamin cho anh đi. Kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. Khi yêu ai rồi, chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa sao, chỉ cần biết phải chạy rất nhanh để được tới nơi có người mình thương. Khi yêu ai rồi, chẳng cần biết mai này có vui hay là không, chỉ cần bàn tay bên bàn tay, bờ vai bên bờ vai không thôi. Tình yêu là những đứa trẻ sống chơi, chỉ cần tìm thấy nhau sẽ gần nhau thôi, và cùng chơi với nhau chẳng hề lo âu.
trôi, rồi từ từ thấy nhau nên gần nhau thôi. Từ nơi ta có nhau chẳng hề lo âu, chẳng xa cách đâu. Khi yêu ai rồi, chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa sao, chỉ cần biết phải chạy ra trên để đi tới nơi có người mình thương. Khi yêu ai rồi, chẳng cần biết mai này có vui hay là không, chỉ cần bàn tay bên bàn tay, bờ vai bên bờ vai không thôi. Chỉ cần tìm thấy nhau sẽ cần nhau thôi, và cùng chơi với nhau chẳng hề lo âu ngày mai sau thế nào. Và ta là những đứa trẻ sống chơi, rồi tự tìm thấy nhau nên gần nhau thôi. Từ nơi ta có nhau chẳng hề lo âu, chẳng xa cách đâu. Tình yêu là những đứa trẻ sống chơi, chỉ cần một bài nhạc phim rất là dễ thương. Và khi nghe những cái giai điệu đầu tiên vang lên thì Hồng Thanh tin chắc rằng rất nhiều quý vị khán giả qua HTV đã nhận ra đó chính là nhạc phim của bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ, một bộ phim đã gây được tiếng vang trong suốt một năm 2018. Chúng ta tin rằng 2019 sẽ là một năm tiếp theo có rất nhiều những bộ phim hay của Việt Nam được thực hiện và gửi đến khán giả trên HTV. Nhưng mà nếu nói về lĩnh vực phim truyện mà chỉ nhắc đến những bộ phim truyền hình thôi thì quả là thiếu sót. Nếu như trước đây số lượng phim Việt Nam ra rạp còn ít, thậm chí là phải chờ mãi mới có một phim, thì với năm 2018 vừa rồi thì những bộ phim ra rạp đã thường xuyên hơn, thậm chí là có những giai đoạn đến những 2-3 phim Việt Nam ra rạp cùng một lúc và nhận được sự hưởng ứng rất nhiều của khán giả yêu điện ảnh. Kính thưa quý vị, và bây giờ trên sân khấu của HTV Chào Xuân 2019, xin mời quý vị cùng đến với đoàn làm phim Song Lan. Và chắc chắn là quý vị khán giả của HTV cũng sẽ đồng ý với chúng tôi rằng đây là một trong những bộ phim ấn tượng nhất trong năm. Với những khán giả chưa được đến với bộ phim này, khi họ nghe qua về bộ phim thì một số đông là sẽ có cảm giác đây là một bộ phim và một kịch bản khá là kén người xem. Vậy thì thật sự là Hồng Thanh muốn được hỏi anh Lê Ông Quang Lê là vì sao anh lại lựa chọn một cái kịch bản phim khá là gai góc như vậy để gửi đến quý vị khán giả? Bản thân mình thì yêu cải lương từ nhỏ và từ lâu đã nhất quyết là làm một cái dự án gì đấy mà có liên quan cải lương. Và khi mà đã quyết định là mình sẽ làm một bộ phim đầu tay thì đưa cải lương vào trong cái dự án phim đầu tay là một việc chắc chắn phải làm. Và ở đây thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Liên Bỉnh Phát, người được xem là hiện tượng của năm 2018. Và rõ ràng là Dũng Thiên Lôi chắc chắn sẽ là một dấu ấn không bao giờ quên của bạn, đúng không? Phát không có nhiều kiến thức về diễn xuất thì hoàn toàn nhờ vào bàn tay nhào nặng của đạo diễn, đó là Leon. Đã hướng dẫn cho Phát giống như là một người mới, thì khi mà đạo diễn đưa cho mình cái gì thì mình sẽ cố gắng nắm bắt cái đó và cố gắng làm đi làm lại nhiều lần để có thể theo được cái ý mà đạo diễn mong muốn. Tú Quyên, với cái bộ phim này thì điều mà ấn tượng nhất của em khi tham gia là gì nè? Em đã rất may mắn là casting là lần cuối cùng, nhưng mà đã được lọt vào mắt của đạo diễn. Và em chính là cái người nghệ sĩ cải lương trẻ đầu tiên được bước vào màn ảnh của điện ảnh. Hồng Thanh muốn hỏi Thanh Tú một chút là khi tham gia vào một bộ phim mà được diễn xuất chung với mẹ của mình thì không biết là có những thuận lợi hay là những cái khó khăn nào trong quá trình diễn xuất của bạn hay không? Khi mà em làm việc với mẹ thì mọi thứ là nó khá là dễ dàng, tại vì hai mẹ con đã quá hiểu ý nhau rồi ạ.
Và bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho người mẹ. Trong cái quá trình đóng phim đó, chị có truyền lại cho con gái mình những cái bài học để đời không? Hay là cái sự phát triển của Thanh Tú là tự bản thân cô ấy tỏa sáng vậy ạ? Khoảng 2 năm trở lại đây hầu như là tất cả các phim Tú tự đọc, tự coi và Tú tự cảm nhận. Một lần nữa xin cảm ơn ekip làm phim Sông Lan. Quý vị thân mến, và bộ phim Sông Lan cũng là một minh chứng sống động cho chủ đề của chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Một ngày mới sẽ luôn được bắt đầu dựa trên tất cả những gì tốt đẹp nhất của ngày hôm qua. Và kính thưa quý vị, nếu xem đây là một bức tranh tổng thể thì chúng ta gọi đó là kế thừa văn hóa. Còn đến gần hơn thì đó chính là sự trao truyền kinh nghiệm trong những thế hệ gần nhau hơn. Ví dụ như là từ thầy sang trò, từ cha mẹ sang con cái v.v. Và ở Việt Nam thì có rất rất nhiều những nghệ sĩ như thế thưa quý vị. Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiết mục được trình diễn bởi gia đình của nghệ sĩ sáo trúc trẻ Đinh Nhật Minh qua những sáng tác của người ông Đinh Thình và người cha nghệ sĩ Đinh Linh. Thank you.
Xin cảm ơn phần trình diễn rất tuyệt vời của gia đình nghệ sĩ đã ba đời gắn liền với cây sáo trúc. Và chúng tôi tin rằng với niềm đam mê cũng như với truyền thống gia đình thì nghệ sĩ trẻ Đinh Nhật Minh sẽ còn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Và còn một cái lĩnh vực nữa đó chính là tình thầy trò, thưa quý vị. Khi mà Tùng nhắc đến tình thầy trò thì nhiều người sẽ nghĩ rằng là tình thầy trò sẽ khó có được cái cảm xúc giống như các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên là ở trong nghệ thuật thì có khi người ta xem người thầy của mình giống như là người cha, người mẹ, bởi vì khi mà theo học nghệ thuật có khi chúng ta theo học từ rất là bé và một phần sau này lớn lên có thể người nghệ sĩ đó sẽ ảnh hưởng phong cách của người thầy của mình. Còn nếu không ảnh hưởng phong cách thì cũng sẽ gắn bó với nhau về tầm tư tưởng khi nghĩ về nghề nghiệp của mình. Là một cô bé rất là mảnh khảnh, gầy gò và rụt rè, nhút nhát. Nhưng mà có một cái nụ cười rất là hiền. Có lẽ là Tuấn sẽ không bao giờ quên được cái bước ngoặt cô đã cho Tuấn có cơ hội được lên để mà thử giọng. Và cô thử rất khó. Với em tôi coi như là đứa con. Vì thế là mọi cái khuyên răn về học, về đường đời và về sự nghiệp. Nhất là về sự nghiệp thì tôi luôn luôn nói với em mình phải cháy hết mình. Không được ở dưới vòng tay của cô, không được ở trong vòng tay của cô và không được cô chỉ dạy thì có lẽ là Tuấn sẽ khó để mà có được những cái cơ hội như bây giờ để mà được như thế này. Đầu năm mới tôi chúc em thành công trong sự nghiệp và là một cái tiếng hát được nhiều người yêu thích. Tuấn thực sự chỉ muốn nói với cô một điều thôi là cô ơi, con xin lỗi cô nhiều lắm bởi vì con đã từng là một học sinh hư. Có quá nhiều những cái sai lầm, đó là những cái mà Tuấn luôn luôn cảm thấy có lỗi với cô. Tuấn được là một cậu học sinh mà cô thương và cô kỳ vọng vào Tuấn rất nhiều và con biết là cô sẽ vẫn luôn luôn tha thứ, bỏ qua và thông cảm cho con, động viên con nữa, ở bên cạnh con nữa. Mà có lẽ là cái điều này là điều mà con sau suốt cái khoảng thời gian mà con được ở bên cạnh cô và được cô yêu thương, có lẽ con đã nên nói cái điều này từ sớm hơn rồi. Là con thực sự muốn nói với cô là con yêu cô nhiều lắm. Con xin lỗi cô rất nhiều về tất cả mọi thứ. Con yêu cô và con may mắn được là học trò của cô. Con thực sự cảm thấy rất may mắn khi được là học trò của cô. Tôi nhớ như in suốt 8 năm ấy, một cô bé rất là thông minh và tinh nghịch, luôn làm cho cả lớp vui. Mình hơi sợ, mặt thầy đang rất là nghiêm mà mình thì mới vào trường nữa. Hai thầy trò có đi show chung với nhau xuống Vĩnh Lộc thì thầy chở Trâm bằng cái chiếc xe mô tô của thầy. Cái đoạn đường khá là xa mà đường nó rất là xấu, nhưng mà thầy vẫn cố gắng chạy sao mà xe nó không dằn để cho Trâm ở đằng sau được thoải mái hơn. Và suốt một cái quãng đường dài như vậy tuy rất là mệt nhưng mà Trâm cảm thấy rất là vui, bởi vì cảm thấy thầy lúc nào cũng nghĩ cho trò và lúc nào cũng dành những điều tốt đẹp nhất cho trò của mình. Từ sự công ơn của thầy Tâm, cả cuộc đời này Trâm đều khắc trong lòng. Bởi vì tất cả những gì thành công trong sự nghiệp, tất cả những gì mà Trâm có được ngày hôm nay là nhờ thầy Tâm hết. Tôi rất là hạnh phúc khi có được những người học trò giống như Trâm.
trà cháy lên bừng trong mắt con hy vọng. Bây giờ gió mưa
son đôi vai, thấy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, thấy vẫn đứng bên sân trường đằng này, dõi theo bước em trong cuộc đời. Dẫu đêm hết sao trời đêm nay, dẫu đêm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy. Cảm ơn bốn thầy trò nghệ sĩ đã vừa mang đến cho chúng ta một không gian âm nhạc nhiều cảm xúc với những giai điệu thật du dương. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không khí của những gia đình nghệ thuật thưa quý vị. Còn bây giờ sẽ là một gia đình khác với một điều thú vị. Đó chính là cha và anh trai thì gắn bó mình với cây đàn violon, còn mẹ và em gái thì đi theo nghệ thuật múa. Chúng tôi đã có cơ hội mời đến đây nhà giáo nhân dân Kim Dung và cô con gái là nghệ sĩ ưu tú Tạ Thùy Chi. Khi mà mình làm giảng dạy mà cả hai đời luôn như vậy thì có cái sự khác biệt nào của xưa và nay trong cái việc giảng dạy về múa không ạ? Mỗi một thời đại nó có một cái hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ như ngày xưa chúng tôi học giáo trình thì nó không phong phú như bây giờ, nhưng mà học với một cái thái độ rất là tâm huyết. Thế còn bây giờ giáo trình rất là mở, rất là nhiều môn và phong phú hơn ngày xưa rất là nhiều. Thế cho nên với cái thời gian cũng như thế thì cho nên học thì phong phú nhưng mà không được chuyên sâu như ngày xưa. Chắc chắn rồi. Còn phía của Tạ Thùy Chi thì sao? Mình chỉ nghĩ rằng là mình dạy như thế nào cũng được, nhưng mà mục đích chính cuối cùng là phải được như mẹ, tức là đưa cái tâm, đưa cái tình cảm, đưa cái tình yêu dành cho học sinh. Thì đó là cái mà Chi hướng đến. Xin cảm ơn những chia sẻ của nhà giáo nhân dân Kim Dung và nghệ sĩ ưu tú Tạ Thùy Chi. Ngày hôm nay trong cái chương trình của Chào Xuân 2019 thì rất là mong tất cả quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tài năng của Tạ Thùy Chi, nhưng mà ở lĩnh vực biên đạo.
Quý vị thân mến, nếu quý vị tinh ý thì quý vị sẽ thấy là trong HTV Chào Xuân 2019 có một cái sự rất là đặc biệt. Các tiết mục gần lúc này nhất là những tiết mục không có biểu diễn một mình, mà đó là những cặp gọi là thầy trò, nè, rồi cha con, rồi mẹ con. Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với một đôi vợ chồng nghệ sĩ để cùng lắng nghe họ chia sẻ về những đồng cảm, những câu chuyện trong cuộc sống cũng như trong công việc của mình. Xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ nghệ sĩ clarinet Đào Nhật Quang và ca sĩ Cho Hye-ryong. Thì cho phép Hồng Thanh xin được hỏi hai anh chị rằng sau một khoảng thời gian dài làm việc và sinh sống ở Nga cũng như ở Hàn Quốc thì anh chị đã quyết định quay trở về và phát triển sự nghiệp của mình ở Việt Nam. Vậy thì những ngày đầu tiên khi trở về Việt Nam thì anh chị có gặp phải những khó khăn hay những điều mới mẻ bỡ ngỡ nào hay không? Thực ra trước khi mà chúng tôi cưới nhau ở bên Hàn Quốc thì đã có ý định về Việt Nam sau khi mà ổn định cuộc sống. Nhưng mà hai vợ chồng quyết định về sớm hơn. Thông thường ta nói nghệ sĩ là cái tôi rất là lớn. Không biết là ở trong nhà mình ai nhường ai ạ? Người phụ nữ Hàn Quốc thì luôn luôn nhường chồng. Wow! Thế nhưng mà thực ra không phải như vậy. Nhưng mà những lúc mà mình cần giải quyết những vấn đề quan trọng thì tiếng nói của vợ có vẻ là cao hơn mình. Nói vậy thôi, nhưng mà luôn luôn có cái sự trao đổi. Trong cái mọi cái kế hoạch về tương lai. Cho Tùng hỏi chị một câu riêng thôi, đó là khi mà chị theo chồng sang Việt Nam á, thì học tiếng Việt có khó không chị? Dạ, hiểu thì dễ hơn nhưng mà nói khó hơn. Nghe thì khó. À, cho nên là chúng tôi sẽ không có làm khó chị Cho Hye-ryong quá đâu. Hồng Thanh chỉ muốn nhờ chị hãy gửi một lời chúc đến cho khán giả của HTV nhân chương trình Chào Xuân Mới rất là đặc biệt này được không ạ? Rất đơn giản. Chúc mừng năm mới. Và lúc này thì cho phép Tùng được đại diện chương trình gửi lời chào năm mới, chúc cho gia đình mình càng ngày càng đồng điệu với nhau hơn và càng ngày càng tìm ra được cái nguồn hứng khởi để mà hoạt động nghệ thuật ngày càng hiệu quả hơn. Thank you.
Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng xem chương trình HTV Chào Xuân 2019. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã có những thành tựu trong năm 2018 được xem giống như là ngày hôm qua. Rồi những mối quan hệ thầy trò, gia đình để có những trao truyền kinh nghiệm và cảm xúc được xem như ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nói đến đúng logic của chương trình, đó chính là ngày mai tươi sáng. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với những gương mặt mới của nền âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh qua một đoạn phim ngắn sau đây. Năm 2018 là thời kỳ vàng của lớp ca sĩ, nhạc sĩ trẻ có tuổi đời không quá 30 và tuổi nghề chưa đến 10 năm. Trong danh mục của những giải thưởng âm nhạc như Zing Music Awards, giải thưởng dành cho âm nhạc trực tuyến của trang mạng Zing MP3, giải âm nhạc cống hiến của báo Thể thao và Văn hóa có sự đổ bộ của các nhạc sĩ, ca sĩ 9X. Thế hệ này cũng chiếm số lượng áp đảo về lượt nghe bài hát, lượt xem MV và số lần xuất hiện trong các chương trình giải trí truyền hình đình đám. Đặc biệt, năm 2018 cũng là năm nổi trội của các nhạc sĩ, ca sĩ thuộc giới indie, là những người hoạt động độc lập, không theo công ty hay chiến lược quảng bá, và cũng như của giới underground, là những người không hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, không trình diễn trước khán giả. Và còn một lớp ca sĩ trẻ khác đang dần hình thành, chính là lớp ca sĩ trưởng thành từ các chương trình giải trí và âm nhạc trên truyền hình. Tuy còn quá sớm để nói về tài năng hay chặng đường phát triển lâu dài của họ, nhưng đây cũng là những làn gió mới trong thị trường âm nhạc Việt Nam vốn sôi động và thay đổi không ngừng. Chân chưa theo bao người đi tìm nơi phố đông cùng hát, ánh nắng vẫn lấp lánh vẫn cứ theo đôi chân ta đi, đi về nơi bình yên của tôi. Quanh sao vẫn cứ thế, vẫn bước chân tôi qua bao ngày, ly trà chanh với nhau, that's right. Bỗng có tiếng ríu rít, có chú chim bay ngang qua đây, tâm hồn tôi cứ du khắp nơi. Và tôi hát, 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 mình mang yên vui khắp nơi này, đừng lo bạn ơi, hãy tin vào cuộc sống. Và tôi hát, 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 niềm ước ao tôi đã mong chờ, âm nhạc ba mình gần lại với nhau. Đến nơi như tôi mong chờ, ly trà chanh bạn ơi nhớ không? Nhớ không? Vẫn vô xa hôm nào với những con đường dài mộng mơ, những kỷ niệm thật sức mạnh trong lòng, bao con tim hoang dại vươn mình đón tương lai, ôm theo bao mơ ước cho tuổi trẻ ta không phí hoài. Cho tình bạn này ta còn lưu luyến mãi, và những năm tháng sẽ giữ lại những mê say. Và tôi hát, 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 come on, la 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 la, oh oh, vang xuống tôi từng câu hát mới, và từng câu hát mới.
gói lại hát khúc hát và tôi hát mang yêu thương khắp nơi. Let the music heal your soul. Và tôi hát 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 mình mang yên vui khắp nơi này. Đừng lo bạn ơi, hãy tin vào cuộc sống. Và tôi hát. Trời xa ấy, đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. Đường tôi đi còn xa lắm, còn bao hoang mang yêu phiền lo lắng, còn trong thâm tâm mang theo những nghi ngờ. Và con đường kia quá dài, và đôi chân ta quá ngại, chẳng biết ngày mai thế nào. Ra sao? Vì cuộc sống đâu là dễ dàng, mà những khó khăn còn vô vàn. Để thử thách ta lòng vững vàng, để gạt đi những hoang mang. Vì lòng quyết tâm còn vô ngờ, chẳng đường bước đi còn bất ngờ. Và đỉnh núi cao vẫn đó chờ, chờ ngày ta bước chân lên.
nặng hơn ông sẽ nồng nàn mang tới cho không gian chút nắng chưa tràn. Từng ngày dài vẫn mãi chưa ngồi ngoài ôm kín những vết dài mà anh mãi mãi. Cho tôi mang những tiếng hát say mê để yêu thương cho bao nhiêu cuộc đời. Nơi đây bên tôi không hát vang lên à la la la. Cho mơ mang thêm bao nhiêu con cao quên đi hôm qua bay lên ồn ào. Hãy đến với tôi đón chào ngày mai. Ngày mai có bao nhiêu niềm vui, biết bao nhiêu chờ đau. Từng đàn chim bay về tìm nơi đây bình yên. Ngày mai hãy cho tôi ngủ quên, ngắm trọn vẹn bình minh. Ngập tràn sức sống nụ cười trên môi đẹp xinh. Ngày mai đến bên tôi gần hơn, biết bao nhiêu niềm vui. Để chờ ánh nắng ngập tràn lung linh đẹp xinh. Và hãy hát say sưa cùng tôi những yêu thương đầy vơi. Để chặt đôi tay vào thời gian như mình chưa như giấc mơ. Thưa quý vị, ngày mai của đất trời, của lòng người sẽ được chào đón bằng những con tim tràn đầy nhiệt huyết, vững niềm tin và đặc biệt là nguồn năng lượng tích cực dành cho cuộc sống. Hãy tin, hãy yêu và hãy luôn đón chờ mỗi ngày mới trong cuộc đời mình. Bởi vì ở đó luôn có những chân trời mới để chúng ta chinh phục. Và đó cũng chính là lời chúc mà chúng tôi, ekip thực hiện chương trình HTV Chào Xuân 2019 gửi đến quý vị. Mong quý vị khán giả có được một năm mới thật nhiều thành công và hạnh phúc. Và đừng quên chào đón những ngày mai chính là những chương trình mới của HTV năm 2019. Còn bây giờ, Tùng Liêu và Hồng Thanh kính chào tạm biệt và chúc mừng năm mới!